Các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2021. Và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một chủ đề rất được nhiều các bạn thính giả quan tâm, đó là bán khống. Và chúng ta đều biết rằng là câu chuyện của một cổ phiếu rất nổi tiếng trên thị trường toàn cầu, đó là GameStop với mã là GME, hiện đang sôi sục tất cả các cái diễn đàn liên quan đến câu chuyện bán khống. Và một cái thuật ngữ mà mới xuất hiện trong thời gian gần đây, nó trở nên rất là phổ biến, đó là short squeeze. Thế thì short squeeze có nghĩa là gì? Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có phần chia sẻ rất là thú vị của anh Nguyễn Minh Tuấn, là CEO của Alpha Capital, một người có 20 năm kinh nghiệm làm trading trên các cái thị trường tài chính. Và đặc biệt hơn, chúng tôi sẽ có ý kiến từ một chuyên gia nước ngoài, một trong những chuyên gia, một những trader nổi tiếng và đã từng có thời gian thực hiện các cái công việc trading của mình tại một ngân hàng lớn tại Việt Nam. Và anh đến từ Singapore, và xin mời các bạn đón xem. Thưa các bạn, và chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái khái niệm cơ bản nhất, đó là bán khống. Có nghĩa rằng là các bạn thấy đây là short sell. Và trên kênh Tài chính và Kinh doanh của chúng ta thì chúng tôi đã có một chương trình dành riêng cho short sell. Và cách đây tôi nhớ không nhầm khoảng tháng 5 năm 2020, khi đó thì cái câu chuyện short được đề cập mà đến, đó là liệu chăng chúng ta cần có short sell, tức là bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cơ sở của Việt Nam hay không. Nó đến từ cái sự kiện rằng là vào giai đoạn đó thì là đỉnh cao của dịch Covid toàn cầu, và khi đó thì có rất nhiều các cái doanh nghiệp họ đã bị công bố rằng là họ gian lận báo cáo tài chính, họ có những hành vi gây tổn hại đến các nhà đầu tư trên thị trường, và dẫn đến các short seller, tức là các cái hedge fund, các cái quỹ đầu cơ mà gọi là đầu cơ bán khống đấy, họ đã phanh phui ra những cái scandal này, và từ đó thì họ kiếm lợi từ việc bán khống. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là short sell hay là bán khống, nó sẽ có những cái điểm mạnh của nó, nhưng short sell nó cũng có những cái vấn đề. Và liệu chăng thị trường Việt Nam mình có nên cần có short sell hay không, thì các bạn có thể xem lại cái clip của chúng tôi vào tháng 5 năm 2020. Thế còn ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn thế nào là short, tức là bán khống. Thì tôi sẽ xin mời ý kiến từ anh Nguyễn Minh Tuấn. Vâng. Thì tôi xin đi cái vấn đề một cách tổng thể một chút để chúng ta có cái nhìn tổng quan. Short sell là một cái loại nghiệp vụ, và cái nghiệp vụ đó có thể thực hiện ở trên tất cả các thị trường tài chính. Nghiệp vụ này được dịch ra tiếng Việt là bán khống. Khống có nghĩa rằng là chúng ta không có, mà nhưng mà chúng ta nhận định cái giá nó sẽ rơi, giá nó sẽ giảm, thì chúng ta đi vay về và chúng ta bán trước. Sau đó khi mà cái giá nó xuống đúng theo cái diễn biến của thị trường, cũng như là cái view của chúng ta, thì là chúng ta sẽ mua lại và chúng ta sẽ có lời ở cái việc đó. Thế thì quan điểm của tôi về bán khống ấy, thì nó có hai quan điểm. Quan điểm đầu tiên ấy, là ở góc độ trading thì việc bán khống là cần thiết. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái hàng hóa hoặc là một cái cổ phiếu mà sẽ có xu hướng giảm do nội tại của nó hoặc là các yếu tố bên ngoài, thì chúng ta có thể hưởng lợi ở việc cái bán khống. Còn ở một cái góc độ, một cái thị trường mà chúng ta đang muốn rằng là để thiên về đầu tư ấy, quan điểm của tôi thì bán khống nó sẽ có nhiều cái tác động mà chúng ta có thể chưa lường trước được. Tại sao lại là có những cái tác động chưa lường trước được, thì tôi chia sẻ câu chuyện ở trên Interbank thôi. Câu chuyện của chúng tôi ở trên thị trường Interbank Việt Nam, mà chúng tôi là, như các bạn đã biết rằng là thị trường Interbank về ngoại hối ấy, thì các ngân hàng sẽ có trạng thái, và trạng thái đó có cả trạng thái dương và trạng thái âm. Khi mà chúng tôi một số bank nhận định rằng là tỷ giá nó sẽ có một cái bước rằng là sẽ đi giảm xuống, thì chúng tôi sẽ thật sự là trên Interbank cũng như là những nhà đầu tư cá nhân và tổ chức ấy cũng chia thành hai phe, một bên short và một bên long. Và khi mà chúng tôi short gọi là short sell ấy, thì chúng tôi sẽ phải xử lý những cái việc như là chúng tôi bán hết trạng thái của chúng tôi, và chúng tôi liên minh lại, và chúng tôi mượn trạng thái của những bank khác, và chúng tôi cùng short, chúng tôi gọi là một nhóm short. Thế còn cái nhóm còn lại thì là nhóm long, và chúng tôi sẽ gọi là
chiến đấu với nhau. Và cái việc này ở trong những cái thời điểm trong quá khứ là đã tạo ra cái sự volatile không cần thiết cho thị trường. Và chính vì vậy rằng là ở quan điểm của tôi thì là cái thị trường đấy thì tôi không favor lắm, tại vì nó sẽ thiên về trading quá nhiều trong một cái thị trường mà đáng nhẽ ra nó cần phải phục vụ bình ổn và phục vụ sản xuất kinh doanh nhiều hơn. Thế thì góc độ của tôi nhìn short sell ấy thì nó là nếu mà ở góc độ thị trường tài chính thông thường thì không có là cái gì nó quá nghiêm trọng cả. Tuy nhiên với một số các cái thị trường thì nó sẽ tạo ra những cái tổn thất và cũng như là những cái thua lỗ không cần thiết, đặc biệt là với những cái người mới tham gia thị trường. Bản chất short là tức là bán khống là một trong những vụ cơ bản của hầu hết tất cả các thị trường tài chính, bao gồm có chứng khoán này, rồi các cái thị trường phái sinh, thị trường về ngoại hối, thị trường về hàng hóa, đúng không ạ? À, chúng ta thấy rằng là cái nếu như có long thì có short. Chúng ta nói cái từ bán khống nó nghe nó có vẻ nó hơi dịch sang tiếng Việt nó hơi tiêu cực một tí. Nhưng mà nếu như là nhà đầu tư hoặc là thậm chí là nhà đầu cơ hoặc là những người làm trading, tức là những người mà mua bán ấy, thì chúng ta cần hiểu đơn giản như này thôi: chúng ta đang ở vị thế nào? Vị thế long là vị thế mua hay vị thế bán là vị thế short? Câu chuyện đơn giản như thế. Và trên thị trường thì đến cái phần sau của chúng ta, cái phần liên quan đến cái phần chia sẻ của cái chuyên gia của chúng ta, thì chúng ta có thể nhận thấy những cái ý kiến từ một chuyên gia ở một cái thị trường được gọi là cái gọi là financial hub, tức là một cái thị trường tài chính phát triển ở Singapore. Thế thì bán khống thì nó có vấn đề của nó, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nó sẽ chia thành hai phe. Đúng rồi. À, thế như vậy cái phe mà chống bán khống thì họ sẽ làm những cái nghiệp vụ gì? Thì chúng ta đều biết rằng là GameStop họ có một cái câu chuyện gọi là short squeeze. Ở đây thì thị trường Việt Nam thì dịch short squeeze là bán non. Nhưng mà tôi đã có cách dịch khác rồi anh Long. Đấy, thì tôi không đồng ý cách dịch đó. Thì anh có thể chia sẻ về thế nào là short squeeze không? Thì khi mà thị trường ấy, tại vì nó sẽ chia hai phe, một bên là giữ vị thế long và một bên giữ vị thế short, thì nó sẽ chúng ta phải hiểu là như thế này này: khi mà anh giữ vị thế short, tức là bị khi anh bán tài sản hoặc là bán cổ phiếu hoặc là bán ngoại hối đi ấy, thì cái rủi ro của anh là lớn hơn rất nhiều nếu như so với anh giữ vị thế dương. Tôi nói dương âm đi cho nó dễ, gọi là unlimited đấy. Vâng, tại vì cái giá khi anh đã bán đi rồi, cái giá nó có thể về lý thuyết nó có thể tăng lên vô hạn. Còn nếu anh giữ vị thế dương thì cái giá nó sẽ trừ cái giá mua cho về không, về bằng không, thì anh mất hết cái số đó là mất hết cái số đó là thôi. Thế thì chính vì vậy nên cái nghiệp vụ này là một cái nghiệp vụ khá là rủi ro. Chính vì vậy khi mà đã phát hiện trên thị trường có một cái lực lượng đang đánh âm short trạng thái rất là nhiều, thì nó có một cái thuật ngữ gọi là short squeeze. Short squeeze thì các cái từ điển hoặc là các cái thông tin ở trên mạng thì gọi là bán non, nhưng tôi nghĩ là không phải. Đây là cái nghiệp vụ ép giá, tức là cái squeeze có nghĩa là chúng ta vắt cái quả chanh, vắt đến kiệt cho đến họ không chịu nổi thì thôi. Thì short squeeze ở đây là chúng ta ép cái bên mua đến lúc họ phải đầu hàng. Tức là ví dụ như trong trường hợp của GameStop là họ liên tục mua là thông qua mua cái chứng khoán cơ sở hoặc là mua các cái quyền chọn call option để làm sao đẩy cái giá lên. Và chính vì vậy là bên gọi là bên short ấy họ phải thua. Và họ phải, tại vì khi mà các tổ chức mà chơi ấy, thì họ sẽ có trading plan, họ theo cái đúng trading plan, đến cái ngưỡng nào họ phải cắt lỗ coi như là cái game là ép cho bên bán đến lúc thua thì thôi. Tôi rất thích cái thuật ngữ của anh Tuấn dịch cái từ squeeze, tức là ép giá. Tức là chúng ta sẽ có long squeeze và short squeeze. Tức là short squeeze là ép giá đối với bên mà giữ vị thế bán, tức là short position, còn long squeeze là ép giá đối với bên giữ vị thế mua. Đúng không ạ? Thì như chúng ta rằng là nếu như short thì rủi ro là unlimited, tức là rủi ro là không giới hạn. Không giới hạn có nghĩa rằng là nếu như mà đây chúng ta nhìn vào cái case của GameStop, chúng ta thấy rằng là cái đoạn gốc bên này giá tăng từ đâu đó 20.000 20 đô, xin lỗi, lên đến khoảng đâu đó gần 400. Nhưng ngay lập tức đến thời điểm này, đến tuần này thì nó lại quay trở lại. Đấy, con số 90 và thậm chí 41 đô. Có lẽ rằng là cái con số nó có thể cập nhật hơn nữa, nó xuống thấp hơn nữa. Đấy, thì khi mà cái giá được đẩy lên cao như này thì ai giữ vị thế bán short
thì họ sẽ chịu lỗ, đúng không ạ? Đấy. Mà cái này thì nó có thể lên đến vô hạn, tức là nó không thể lên, nó không phải lên đến 400, nó có thể lên 4.000 hoặc lên 40.000, thì lúc đó những người giữ vị thế bán nó phải cái này rất lớn. Về lý thuyết là nó có thể lên đến vô hạn, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào một cái số chỉ số. Cái chỉ số ở đây nó có, tôi sẽ giải thích về phần sau, đấy là short interest ratio, tức là cái tỷ lệ bán khống, tức là tại vì chúng ta hiểu là cái đây vẫn là chứng khoán cơ sở và nó sẽ có 100% chúng ta đã phát hành và mọi người, khi mà mọi người mua tiếp tục đẩy giá mua lên thì mọi người sẽ nhìn cái tỷ lệ bán khống nó là bao nhiêu. Cái này có thể chia sẻ ở như ở thị trường Việt Nam trước đây của chúng tôi cũng vậy, khi mà cái đội mua và đội bán đã biết cái đội kia đã sử dụng hết trạng thái thì anh biết được rồi, thì chúng tôi ép giá và cuối cùng là cái thị trường nó sẽ bị gọi là thỉnh thoảng, cách đây độ khoảng năm 2010 đến 2015 sẽ có một số bài báo sẽ nói về cái thị trường đóng băng và chờ ngân hàng nhà nước bán đô. Tại vì lúc ý là bọn tôi bị đặt, một là cho bên kia bắt kiệt, hai là bọn tôi cũng bị bắt kiệt. Và tại vì chúng tôi không có cái nguồn nào để bán ra nữa, và chúng tôi coi như là có khách hàng đến mua, gọi là mua đô, thì chúng tôi cũng chỉ đợi ngân hàng nhà nước, thì nó sẽ khá tương tự như ở đây. Tôi quay trở lại cái case của mã cổ phiếu GME, tức là của GameStop. Chúng ta đều biết rằng là trên diễn đàn Wall Street Bet, đúng không, trên Reddit, thì các nhà đầu tư đã kêu gọi nhau, các nhà đầu tư nhỏ lẻ, gọi là retail investor. Retail investor là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, và chơi một cái cuộc chơi là đàn cá lớn, là gọi là giết cá mập, đúng không? Cá mập ở đây tức là các cái quỹ hedge fund, tức là quỹ đầu cơ bán khống, trong đó đặc biệt là Marvin Capital, một cái quỹ mà đã phải đóng trạng thái short của mình và chịu lỗ hơn 4 tỷ đô. Thế thì chúng ta thấy rằng là họ dùng một cái đàn cá rất lớn, và có rất là nhiều người, kể cả những người Việt Nam, là bỏ những một cái lượng tiền vào đó, một cái lượng tiền nhỏ thôi. VWA, anh có thể nhìn thấy rằng là có rất nhiều các cái bạn trẻ Việt Nam ở các thị trường như là Singapore, Nhật Bản và Mỹ, họ kể cả Việt Nam luôn. Kể cả Việt Nam luôn, thì họ có được như là được truyền giáo, hoặc là họ đang bảo là họ đang theo một cuộc cách mạng nào đó, và họ sẵn sàng bỏ ra vài chục, vài trăm đô để làm sao mà đánh bại được cái Wall Street bet mà. Đúng rồi. Đánh cược lại Wall Street mà. Thì quan điểm của tôi là trên thị trường tài chính ấy, nó sẽ không có cái gì là mãi mãi, nó sẽ không có kẻ thù mãi mãi, cũng không có gọi là bạn bè mãi mãi, mà nó chỉ có lợi ích là mãi mãi. Khi các bạn tham gia vào thị trường tài chính, các bạn phải xem xét rất rõ cái lợi ích của mình nằm ở đâu. Và các bạn trẻ thì bảo là mất vài trăm đô chỉ để có một cái just for fun thì nó sẽ không phải là tâm thế của chúng ta đi vào thị trường tài chính để đầu tư nữa, mà đó là như là một game chơi, thì đấy là một trò. Cái quan điểm của tôi là cờ bạc, thì quan điểm của tôi thì luôn against cái việc đó. Mọi người có hỏi tôi quan điểm như thế nào về cái case cụ thể của GameStop, thì tôi nói rằng một cách rất rõ ràng rằng là tất cả chúng ta đều thua, cho dù là người short hay long đều thua. Bởi vì cái quan trọng nhất là cái nền tảng ở đằng sau của cái công ty GameStop nó có gì, cái chất lượng tài sản thật ở đằng sau nó có gì. Vì chúng ta hình dung một điều rằng là cho dù bên long có ép các cái hedge fund phải đóng trạng thái short của mình và chịu lỗ, thì khi các cái hedge fund đóng trạng thái thì lập tức là giá cổ phiếu nó xuống, và chúng ta đều biết rằng là đây là giá đến đỉnh của nó, chúng ta thấy ở đây nó lên hơn 400 và nó tụt xuống, đúng không ạ? Đấy, và những ai nắm vị thế long, cho dù là một vài trăm đô đi chăng nữa thì họ mất hết cái số tiền của mình. Đấy, chúng ta phải nhìn quay trở lại case này, chúng ta thấy rằng là có những cái thông tin rất là thú vị ở đây. Ví dụ như là cái tỷ lệ bán khống của các cái quỹ hedge fund đối với mã cổ phiếu GME nó lên đến 140%, 140%, tức là so với cái số lượng cổ phiếu lưu hành thì cái số mà nó bán, tức là nó vượt quá cái số lượng cổ phiếu lưu hành rồi. Đấy cũng là một cái tín hiệu cho thấy rằng là bên short đang rất là aggressive, đang rất là hung hãn, nhưng mà từ đó thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái bên long, tức là bên mua, thực hiện cái cuộc gọi là, người ta gọi là cái cuộc cách mạng, hay là gọi là một cái sứ mệnh nào đó để chống lại, tức là những nhà đầu tư nhỏ lẻ chống lại những nhà đầu tư cá mập. Chúng ta sẽ chuyển sang cái định nghĩa. Như vậy chúng ta hiểu cái tỷ lệ bán khống như thế nào? Vâng, tỷ lệ bán khống có nghĩa rằng là một cái thông số để cho biết là một cái cổ phiếu đang bị bán khống nhiều hay là ít. Nếu mà nó chỉ khoảng 10-20% thì không có cái gì gọi là quan trọng cả. Tuy nhiên ở cái trường hợp này nó lên đến hơn 100%, là một cái tỷ lệ rất cao. Chính vì vậy khi mà nhìn thấy cái short interest ratio thì mọi người sẽ nhìn thấy bán khống quá nhiều.
Và nó có một cái chỉ số nữa mà tôi sẽ nói là day to cover, có nghĩa rằng là để mà đóng trạng thái được ý, so với volume đúng của rồi. Trung bình của thị trường như thế này thì sẽ họ sẽ tính theo ngày, mất bao nhiêu ngày để đóng trạng thái, tại vì đây là day to cover và không ai bán ra, không ai bán ra thì lại càng coi như cái sức lỗ, ép lỗ của anh càng ngày càng cao. Và mọi người ở trong cái diễn đàn Reddit đấy thì có một trader hàng ngày đều post lên cái trạng thái đang nắm giữ của mình để động viên mọi người là đấy, tôi đang hold to die, nắm giữ cho đến chết, giữ và càng ngày thì càng ép cái họ như vậy thì họ sẽ càng ngày càng lỗ. Thế thì đây là cái tôi có thể cái từ squeeze, tôi nghĩ rằng là trong trường hợp này nó rất là đúng. Squeeze tức là vắt kiệt. Tức là khi mà các bên long là họ nắm giữ và họ kêu gọi nhau là hoàn toàn không bán ra. Thì bên short muốn đóng trạng thái là không đóng được. Đúng rồi. Đấy. Vâng, chính xác là tại vì cái lượng cổ phiếu nó vắt kiệt, nó vắt kiệt cái lượng cổ phiếu. Mà thứ hai nữa là các cái nền tảng như là Robinhood thì nó chặn lại là không cho mua nữa. Đúng rồi, đấy, nó chặn một chiều và cái squeeze nó ngày càng rõ nét hơn. Tức là squeeze tiếng Anh dịch sang tiếng Việt nó là vắt kiệt thì nó rất là đúng nghĩa của nó. Thế thì vấn đề chính chúng ta phải hiểu rằng là nếu chúng ta là một nhà đầu tư cá nhân và chúng ta nhận được cái lời khích lệ như vậy thì chúng ta có nên tham gia hay không? Thì quan điểm của tôi thường là nếu mà là nhà đầu tư thì là không. Còn nếu như mà là một cái nhà đầu cơ và chúng ta nhìn thấy một cái cơ hội thì cũng có thể là khi mà cái thị trường nó up side thì chúng ta long, và đến cái thời điểm mà gọi là thuật ngữ chuyên môn gọi là nhảy tàu đấy. Nhảy tàu thì đến cái điểm đấy là phải nhảy tàu và đi, và thậm chí là short ngược lại là ăn cả hai đầu. Người ta có một cái câu nói trong cái nghề kinh doanh tài chính đó là the bull make money, the bear make money, only the pig get slaughtered. Có nghĩa rằng là đánh lên ấy, cái người đánh lên ấy, thì họ cũng sẽ kiếm được tiền thôi. Người đánh xuống chuyên nghiệp thì họ cũng sẽ kiếm được tiền, chỉ có những cái người không biết gì ấy, thì sẽ bị mất tiền. Đấy, thế thì ở đây nó là một cái trò chơi tài chính mà chúng ta không biết ai đứng đằng sau cả. Chính vì vậy quan điểm của tôi đối với những nhà đầu tư cá nhân, có thể ở thị trường Việt Nam chưa có nhưng hoặc là các bạn đang tham gia chứng khoán quốc tế thông qua một cái nền tảng nào đó thì cũng phải xác định rất là rõ tâm thế của mình để tránh bị mất tiền hoang. Tôi nghĩ rằng là cái phần chia sẻ của anh Tuấn rất là thú vị, và bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển sang một phần rất quan trọng như tôi giới thiệu từ đầu, đó là chúng tôi sẽ nhận được ý kiến từ phía anh Thomas Poh. Anh Thomas Poh hiện tại đang ở Singapore và là CEO của PZH Consultant. Và anh Thomas Poh thì có hơn 20 năm kinh nghiệm làm trader, và đặc biệt anh có 2 năm làm Head of Arbitrage Trading của Techcombank tại Việt Nam. Đấy, tức là cái người mà đứng đầu cái bộ phận trading về ngoại hối, tỷ giá, lãi suất, rồi kể cả combo nữa, tức là hàng hóa nữa tại Techcombank. Như thế thì anh có một cái sự am hiểu nhất định về thị trường Việt Nam, và anh hiện tại thì đang tham gia thị trường tài chính quốc tế, một cái gọi là International Financial Hub, một cái trung tâm tài chính quốc tế đó là Singapore. Thì chúng tôi xin mời các bạn đón xem phần chia sẻ tiếp theo của anh Thomas Poh liên quan đến GameStop, liên quan đến short và đặc biệt là short squeeze. Okay, thank you very much. Okay. Okay, Thomas. So you know the GameStop case is quite well known at the moment within the retail investor in the world, and you know the Wall Street Bet forum in Reddit, the people call retail investor to do the short squeeze to make the short seller a huge loss. So please explain what's going on with the GameStop case. Okay, thank you, Long, and thank you for the introduction. I think first and foremost, let me just give everybody a quick background of what just happened. GameStop itself is a traditional brick and mortar gaming retail outlet chain. So the market was very short GameStop shares, as hedge funds was calling for the stock to continue its downward trend on the back of the shift towards online gaming and the reduction in traditional retail traffic due to the outbreak of the pandemic. Maybe let me take a step back and explain what actually shorting a stock means. I mean, when you short a stock, you're actually selling something that you do not own and aim to buy back at a lower price in the future. Okay, so the risk with shorting a stock is that your potential losses can be unlimited because the stock price can go as high as you can imagine, as compared to, say, a long position.
where your losses is just restricted to the absolute amount that you have invested. Okay, so for GameStop, what's interesting here is that the problem is that the net total amount of short at one stage was around 140% of the total outstanding free float of GME, which is the stock counter. Okay, so that means that there's more shorts out there than actual amount of shares available in the market. Okay, so this is when the retail markets, through social media such as Reddit, start calling to buy GME, which is GameStop. So they did it through by buying call option, which is a financial derivative which gives them the right, but not the obligation, to buy GME at a strike price at option maturity. So the whole objective is this. They know that the market is very short. So they want to push the stock up so that the short sellers need to cover. And in this, for this strategy, they have succeeded very well. GME stock price was around $20 before this whole move. And that was mid-January. It hit the high of 513, from 20 to 513 just before the end of January. So in 2 weeks, you have moved from $20 to 513. So this 500%, right? Oh, more than that. All right. I think it's more, yeah. The rapid increase in price forced the hedge funds to cut their short position. Mm-hmm. Right. So they had to scramble in the open market. So one such hedge fund is really documented and reported is Melvin Capital. And that hedge fund reported a loss of $4.5 billion, or about 55% of its fund size. Okay, the damage was so bad that it had to be bailed out by other larger hedge funds such as Citadel and Point72 with cash injection of up to $3 billion. So the side effects of the activities is that even the high trading volatility eventually forced online brokers to impose various trading restrictions in order to manage their risk exposure. So with this initial success of this GME share price short squeeze, the Reddit-led retail market later moved on to buy other stocks mainly through calls, such as BlackBerry and AMC. So all of these stocks were also heavily shorted by the market. Mm-hmm. So these stocks also saw similar price action. And the latest, which what we call the Redditors now, are calling for is a short squeeze in the silver market. And they have managed to push it up by 10% over the weekend through the buying of silver ETFs. Okay, so that is the short squeeze scenario. But however, the latest development is that the GME stock, GameStop, has went on the roller coaster ride and has since dropped about 80% from its peak of $513. The stock closed at 92 yesterday, and the low for this week was actually 74. Mm-hmm. Yeah, so there's a quick run through of to explain to everybody what is actually happening in the GameStop stock prices. So it would make a great impact on the retail investor, especially their sentiment, their behavior. So would you have any recommendation for retail investor? Well, I think before we even go there, let's maybe share with you my view. And I have to specify a disclaimer here that these are specific, purely my personal opinion. And it's just to share with everybody what I think of the market. I personally do not own any GME stock, and they should not be taken as financial advice. And if you need, I think you can seek a professional finance advisory. So what do I personally think is the market view? Where is the market going? I think, first and foremost, I see this as a speculative market move whose momentum can only be sustained if more people is willing to take it to higher highs. So at the initial stages, the buyers were clearly the hedge funds looking to cut their position. However, as reported in the media, these early hedge funds that were shorted the stock had already cut their positions, right? Funds like Melvin Capital. So now if you look at the long side, so from the long side, unless you have entered market at very low levels at the beginning, chances are your entry cost would have been very high.
the longs now, the entry cost will be quite high, regardless whether you bought the underlying stock or the options. Okay. Plus, the long positions are predominantly leveraged. They are bought on margin. Mm-hmm. So, what's the end result? The end result is that retail investors risk facing margin costs and forced selling. And we are already seeing that. That's one of the main reasons why the stock collapsed this week. All right. So with this margin cost and forced selling, you will find that it's harder to sustain the momentum. Right. For the stock to continue to go higher, someone else must be willing to speculate that it will go even higher. Okay, we call this in the financial market term selling to the next better fool. Okay, this is why the stock crashed this week. Okay, somebody shared with me that the actual total short in the market for GME hasn't reduced very much. Wow. But I would like to highlight that at every market levels, you will attract new traders to come and short the stock, right? There's a price for everything. So at such inflated levels, basically, new shorts was attracted and they will be able to sell at much heavier levels. And you compare this to the long positions right now. The longs entered at much higher levels and the short now is in a much comfortable position as compared to the longs. So this GME short squeeze is a typical market phenomenon, okay, where crowded positions get pushed up. And it's true that it grabbed the market attention because it's led by retail investors this time. But however, in the long run, fundamental always wins, okay? That's what Warren Buffett says, when the tide recedes, we know who is swimming naked. So even with the most optimistic business forecasts and matrices, GMC stock does not justify the current high valuation. So just as the short got overextended their position in calling for GME to go zero in early January, I think the risk now is for further downside and further correction and for GME to revert back down to below the 50s levels where we first started. Okay. But nevertheless, I do see market volatility to remain high. Okay. As it seeks to rediscover its equilibrium. Okay. So this is what I think the GME stock price action should be going forward. I think eventually we will head back to where we started. So back to your question. So what do we have any recommendation for the retail investors in Vietnam, right? I think first and foremost, I have one question to ask, all right, who anybody want to put money in the market is, are you an investor or are you a speculator? Okay, there's nothing wrong to be either one of it. Okay, you just have to know what is your objective, because that objective will have to determine your strategy and how you behave. So if you are an investor, all right, my personal view, again, I emphasize this, my personal view, is that you should look at fundamentals of the stock, right? Understand the business of the stock, right? And do your homework. Do your homework. Have a medium to long-term view in your investment horizon. Why? Because you have to see that you're buying a business, okay? Not a stock. The fact that it's listed is not relevant here. You're buying a business. And just because their share price go up and down every other day should not change how you see the business in the medium to long term, okay? So you have to do your homework, and if you've done your homework properly, stick to your plan. Okay, the next thing is stagger your entry levels. What do you mean by stagger? Do not go all in at one hand, right? Because the market can be volatile, and this volatility actually provides opportunity for investors. Let the market come to you, all right? Because you have done your homework, and as we said earlier, business models, business outlook do not change just because the stock has gone up or down 3%, okay? But that provides you with opportunity. Stagger it in. Don't put your entry levels too close together, okay? Remember, as an investor, you are not looking to pick bottom. You are looking to find value. Another thing, diversify. It may sound very simple and very common sense, but common sense is a lot of time not so common. Do not put all your eggs in one basket. And the diversification itself actually allows you to be more comfortable with your holdings, and that in turn allow you to sit through the daily swings. Mm-hmm.
If you have all your net worth in one single stock, right? If the stock move up 15%, you will be sleepless because you just made or lost 15% of your net worth. Okay, so diversify. Okay, and for those who do not have the time or the expertise to do the fundamental analysis, one good suggestion is stock index ETFs. Okay, that will allow you to do the diversification automatically. Okay, so that's for investors. Well, for speculators, first and foremost, I admire your passion for the markets. All right, I've been in the markets for 20 over years myself. And my first advice to any or first lesson to share with any speculator is manage your risk properly and stay disciplined. It's okay to go with momentum. All right, when it goes through speculation, you want momentum to be on your side. But it's also easy to get carried away when the market moves in your favor. Using this GMES moves as an example, we have seen how fast the fortunes can turn for both long and short position, right? I'm quite sure both Kens did not expect their position to turn around that fast in such a dramatic way, right? Melvin Capital had never thought in their worst nightmare that they have to cut their position at least levels when they shorted the market was at $20. And those that they bought at 200 who never imagined that in a few days' time is below 100. So never say never. Have a plan, and that includes having an exit plan, which means both a take profit and a stop loss in mind. Plan your trade, trade your plan. Remember, all traders lose money. But the successful ones are the ones that are able to manage their downside risk and keep themselves in the game. Okay, so that's what I have to share with everybody. Okay, thank you, Thomas. GME went up and down like a roller coaster over the week. So I know some people just put their money just for fun. So thank you very much for your view and your recommendation. It would be very helpful for retail investor in Vietnam. So I would like to see you and your view in the next in our next program. Okay, thank you very much. Thank you so much, Lom and Tuan. Yeah. Bye bye. Bye bye. Okay. Yeah, bye. Vừa rồi thì các bạn đã thấy ý kiến của anh Thomas Bo, một chuyên gia tài chính quốc tế đã có sự phối hợp với cả AFA Capital trong cái việc là làm các cái nghiệp vụ của chúng tôi ở thị trường quốc tế. Thậm chí là anh ấy đã viết một cái bài rất hay mà tôi đã dịch ở trên VWA, các bạn có thể truy cập vào cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, và tôi đã dịch rằng là hãy cẩn trọng khi bay lên cung trăng. Ở trên đó không có gì cả đâu. Tức là khi mà chúng ta đầu tư ấy, mà cái giá nó bay vút lên trời ấy, thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi đi theo. Tại vì ở trên cung trăng thì không có gì cả. Cũng như là khi mà mua cổ phiếu của GameStop ấy, mà lên đến rất cao mà nó đi xuống ấy, thì giá trị nội tại của công ty không có gì cả. Thậm chí một cái ví von rất hay, thậm chí tôi nghĩ rằng là chúng ta không có đủ thời gian để đặt lệnh nữa, vì nó lên nó xuống theo đúng cái con roller coaster. Mà các bạn nào đi thử những con roller coaster mà thấy con roller coaster cao nhất thế giới tôi đã từng có trải nghiệm, chúng ta chưa kịp cảm giác gì và thì nó đã xuống rồi, và chưa kịp cảm giác nó đã lên đấy. Thế thì đấy là những cái bài học mà chúng ta có thể học, và chúng tôi nghĩ rằng là thì một thị trường mà có lẽ là chúng ta đang phát triển, có nghĩa là chúng ta chưa đủ các cái sản phẩm mà so với các cái thị trường phát triển trên thế giới. Tuy nhiên thì như thế thì nó cũng sẽ là cái khía cạnh mà chúng ta cần quan tâm. Bởi sao? Bởi vì chúng ta đang phải tham gia dần vào thị trường tài chính, và chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta cần phải tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để mà có thể tham gia vào thị trường này một cách hiệu quả. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là comment thì các bạn vui lòng comment ở dưới clip của chúng tôi, và xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.